không phải rượu thịt, đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022. Tùy vào phong tục tập quán từng vùng miền mà đồ lễ trên bàn thờ ngày Tết có sự khác biệt. Nhưng theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy trên ban thờ ngày Tết, thứ quan trọng nhất không phải là rượu thịt hay trái cây, mà là cơm trắng. Cúng cơm trắng trên bàn thờ ngày Tết mang nhiều ý nghĩa sâu sắc mà không phải ai cũng hiểu hết. Một, Vì sao cơm trắng là thứ tốt nhất để cúng trên bàn thờ ngày lễ, Tết? Cơm trắng tinh túy đất trời tỏ lòng thành kinh bản về lễ vật dâng lên bàn thờ gia tiên thần phật ngày lễ tết theo chuyên gia phong thủy cơm gạo là cái tinh túy của đất trời ban cho con người chính vì thế đây là thứ tốt nhất mà con cháu có thể dâng lên cho các vị bề trên để tỏ lòng thành kính biết ơn ở bàn thờ các vị thần phật thì gia chủ nên cúng một chén cơm trắng còn đối với bàn thờ gia tiên thì cúng một mâm cơm đầy đủ nhiều quan niệm cho rằng trần sao âm vậy thường sẽ mang bát cơm cúng vào sau cùng khi nén hương đã cháy được một phần. Giống như chúng ta ngồi ăn uống trước rồi mới sử dụng cơm trắng. Cúng cơm trắng, một cách hành thiện tích đức. Ngoài lý do trên, lý giải về việc ưu tiên chọn cơm trắng dâng lên bàn thờ ngày lễ, Tết mà không phải là rượu thịt, chuyên gia phong thủy cho biết, đầu năm không nên sát sinh, thay vào đó cần hành thiện tích đức để tăng thêm phúc phận, giúp các gia đình có thể gặp hung hóa cát, biến xui thành may trong năm mới thêm một lưu ý khác việc thờ cúng cốt ở tấm lòng thành kính sự hướng thiện tu tập về tâm hồn chứ không lệ thuộc vào mâm cao cố đầy chính vì thế cúng cơm trắng trên bàn thờ ngày tết mang ý nghĩa về sự mộc mạc chân thành khá phù hợp với thuần phong mỹ tục của người việt hai những lưu ý khác về lễ cúng trên bàn thờ ngày tết mâm ngũ quả ngày tết ngoài việc chọn cơm trắng để dâng lên cúng giường trên bàn thờ tổ tiên ngày lễ tết mâm ngũ quả cũng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày tết lưu ý mâm ngũ quả và đồ lễ bày trên bàn thờ đều cần là đồ thật dưới góc độ phong thủy mâm ngũ quả đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ theo quan niệm người xưa thì nó đại diện cho ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín do đó người ta thường chọn những loại trái cây có màu sắc tươi sáng quả tròn láng bóng có mùi thơm dễ chịu để đặt lên bàn thờ dân gian cho rằng bưởi là loại quả thanh sạch nhất nên ngày tết phải mua bưởi đặt lên bàn thờ để cả năm an lành may mắn có nhiều loại quả không nên bày trên mâm ngũ quả ngày tết vì thế khi chọn trái cây bày trí trên bàn thờ nhất định phải tránh những loại quả có gai lá sóc bén như dứa khóm vì chúng mang sát khí ngoài ra những loại quả có mùi khó chịu như sầu riêng cũng không nên đặt lên bàn thờ có một số gia đình còn cắm cả ớt bày cả chanh hoặc quất trên bàn thờ cho đủ màu sắc đẹp mắt nhưng các chuyên gia tâm linh khuyên rằng không nên bày những thứ hoa quả không ăn được dâng cúng. Chỉ dâng cúng những món hoa quả ngon lành, đẹp mắt, tươi tắn lên bàn thờ để tỏ lòng tôn kính. Thắp hương, không cắm hương vào mâm lễ. Nhiều gia chủ có thói quen sau khi cắm hương trên bàn thờ thì cắm luôn vào mâm đồ cúng và mâm đồ mã phía dưới. Điều này hoàn toàn không nên. Đồ cúng kể cả là chay hay mặn đều không nên cắm nén hương vào đó, bởi như thế là thủ tục mời vong, cúng chúng sinh. Muốn báo hiệu đó là mâm lễ, hãy cắm que hương vào cốc gạo không nên thắp hương liên tục ngày tết mà chỉ cần thắp trước lúc vào cúng đồng thời chỉ cần thắp một hoặc ba nén hương là được nếu muốn thắp hương liên tục thì có thể sử dụng hương vòng lưu ý tùy từng phong tục tập quán vùng miền khác nhau mà mỗi nơi có cách thức thờ cúng không giống nhau thông tin bài viết cúng cơm trắng trên bàn thờ ngày tết chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm để có thờ có thiêng có kiêng có lành